Lenovo Legion 3 là cái tên vui mà mình sẽ đặt cho cái sản phẩm mình đang có trên bàn đây, cùng với cái sản phẩm màu này, cả màu trắng và màu đen. Tất nhiên rồi, mình thích cả hai màu này. Vậy thì với cái sản phẩm Lenovo Gaming IdeaPad Gaming 3 năm nay 2022, Intel, AMD có nhiều sự đổi mới về mặt thiết kế, hiệu năng và tản nhiệt. Chúng ta sẽ đánh giá cái sản phẩm này, và bây giờ quan trọng nhất là với mức giá nhỉnh hơn một chút so với năm trước, liệu là Lenovo IdeaPad Gaming 3 2022 phiên bản AMD và Intel có đáng mua hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro nhé. Và trước khi vào đánh giá thì nếu anh em nào đang muốn tham khảo Lenovo IdeaPad Gaming 3, Intel hay là AMD thì mình sẽ để dưới phần mô tả video cho anh em tham khảo về mức giá của những sản phẩm này nhé. Ok, vậy thì với thiết kế, ở đây thì chúng ta có bản màu đen, màu trắng. Thì như đầu video mình đã nói rồi, một chiếc máy có một cái thiết kế copy paste gần như là giống với cả Lenovo Legion 5 phiên bản năm trước. Và có thể nói là thiết kế sản phẩm này năm nay đẹp và giống Legion. Vậy thì cái điểm nào là điểm khác biệt của cái sản phẩm này so với cả Lenovo Legion để cho nó thành một chữ IdeaPad Gaming? Vậy thì đầu tiên phải có cái sự khẳng định ở đây, ở phần nhô lên ở phần mặt lưng này này, để anh em mở máy bằng cái G này. Và cùng với đó là nó chứa webcam, micro điện thoại, nó có chữ IdeaPad Gaming. Đấy, cả hai sản phẩm mình đều có nhé. Tiếp đến là mặt lưng, logo Lenovo và tất cả những gì là có trên mặt lưng là chỉ vậy thôi. Ở mặt trong thì chúng ta có một chiếc máy thiết kế viền màn hình mỏng, phiên bản 16 inch mình đang có ở đây, bản màu đen đây, thì cái viền màn hình nó sẽ kéo dài xuống một chút, viền dưới sẽ tương đối là mỏng. Còn phiên bản 15 inch mà 16:9 thì viền dưới sẽ hơi dày một tí đấy. Còn nói chung là năm nay một cái thiết kế copy paste rất là giống, từ khe gió tản nhiệt được đưa ra đằng sau, cầu kết nối cũng được đưa ra đằng sau để tối đa hóa được cái không gian hệ thống tản nhiệt tốt nhất và nhiều nhất có thể. Có thể nói là tổng kết lại, một thiết kế good boy, hiền hòa, hiền hậu hơn cả Lenovo Legion bình thường. Vì vậy nên là nếu mà để nói về thiết kế tổng quan cái đường nét năm nay, mình thấy là nó văn phòng, không gian văn phòng hẳn. Bây giờ đúng nghĩa luôn là không gian văn phòng nữa rồi. Mà bảo là gaming thì nó cũng là gaming thật, nhưng mà nó cũng không đến nơi ấy. Cảm giác là nó không được cá tính lắm. Vì vậy nên là để nó nói là nó đẹp như Legion thì chắc là chưa được, nhưng để nói là nó văn phòng như Gaming 3 năm trước thì nó cũng chưa được luôn, tương đối là lưỡng cữ. Bù lại thì nhìn tổng thể năm nay thì cái màu trắng, màu đen mình thấy năm nay làm đẹp. À, có một cái điểm nho nhỏ xinh xinh cho anh em là để ý phần hốc gió tản nhiệt bên trong này, có một cái phần đường màu xanh, mình thấy là nó rất là giống cái màu xanh của những chiếc Dell Gaming G5590 trước đây mình đã từng làm review phiên bản SE Edition. Vì vậy nên là có thể nói là năm nay thiết kế nó có tính cá tính là một tí, nhưng mà mình thấy là cũng chưa gì nổi bật và đáng để cân nhắc về cái mặt thiết kế sản phẩm này cả. Một thiết kế an toàn. Về tính di động thì sao? Năm nay dày hơn, to hơn và nặng hơn, với cân nặng dao động vào khoảng 2,5 kg. Thì mình thấy là năm nay với cân nặng nặng hơn ở 5 lạng thì đương nhiên rồi, tính di động nó sẽ có sự ảnh hưởng. Nhưng mà bù lại thì về tản nhiệt và về hiệu năng thì đương nhiên nó sẽ cải thiện hơn so với năm trước. Vậy thì chúng ta sẽ nói phần đó ở sau video nhé. Về cái build quality, chất lượng thiện, đều làm từ nhựa thôi anh em ạ. Đấy, nghe nhựa đét luôn. Nhưng anh em nghe được cái tiếng của màu trắng, cảm giác đục đục. Và cái chất lượng cứng cáp nó giống hệt với cả Lenovo Legion trước đây, rất cứng. Tất cả những cái chỗ mình có thể nhấn được như phần phần gần cái nút nguồn ấy, chỗ là thường là yếu nhất ấy, thì nó cái hiện tượng flex nhẹ xíu xíu. Còn những cái mặt khác thì không thấy. Rồi những cái khớp nối của cầu kết nối, mặt lưng, mặt chiếu nghỉ tay, tất cả những thứ với nhau này, họ làm rất là kín và không có nhiều kẽ hở. Thì đây là một điểm cộng rất lớn cho Lenovo Legion. Còn cái phủ bề mặt thì hai phiên bản này nhá, dù là màu trắng màu đen nhá, nhưng nó có sự khác nhau nha. Màu trắng này thì họ hoàn thiện kiểu là ở phần trên nhá, phần mặt chiếu nghỉ tay, phủ kiểu cao su non, lớp nhung. Nhung thì không hẳn đâu, mình nghĩ là cao su non, sờ nó như kiểu dai bé, rất là mịn. Ở mặt lưng thì nó làm sần sần một chút, nó khó bám bẩn hơn, nó khó bám vân tay hơn. Còn với phiên bản màu đen này, nó giống hệt như năm trước anh em ạ. Một cái mặt nhựa, rất nhựa và trơn, giờ lên bám vân tay, nó có phần hơi rẻ tiền một chút, cảm giác là nó trơn thì nó trơn thật, nhưng mà nó vẫn nhựa, cảm giác nó vẫn nhựa nhựa, sờ phát biết nhựa luôn. Còn bản lề, anh em chê là bản lề Legend nó yếu đúng không, nó bé bé, cảm giác nó không được chắc chắn không. Năm nay cái bản Gaming 3 này, cái bản lề nó chắc, nó to và miễn bản luôn. Phiên bản 16 inch thì nó sẽ nhanh sập hơn, tại vì mặt trên nó sẽ nặng, của bản 15 inch này thì nó giữ rất là tốt. Mình thấy đây là một điểm cộng mà rất là đáng khen. Còn tổng kết lại về cái hoàn thiện năm nay, tốt như năm trước, không có điểm gì để chê cả. Bản màu trắng đặc biệt hơn,
là chúng ta sẽ có một cái chất lượng hoàn thiện về bề mặt nó cao cấp hơn rất là nhiều. Tiếp đến là về màn hình của sản phẩm này thì có những tuyển chọn option màn hình. Ở đây thì mình có 120 và 165. Thì 165 ấy là phổ màu rất là đẹp, 16 inch, 16:10, Full HD cộng 97% sRGB, rồi độ sáng là hơn 300 nit, delta chỉ là 1.0 thôi. Còn với phiên bản màu trắng này thì 120Hz đúng không? Thì anh em sẽ có một cái tấm nền tương đương như năm trước vậy. Phổ màu thì không quá là cao, độ sáng thì cũng vừa đủ. Vì vậy nên là tại thị trường Việt Nam ấy thì chắc chắn theo thông tin của mình là nó sẽ không thường xuyên về bản màn đẹp ở đâu, tại vì nó sẽ đụng chân vào cái phân khúc của Legend, và những phiên bản mà 120Hz sẽ là chắc chắn là sẽ bán ở Việt Nam. Đấy, ý mình là như thế. Và cái tấm nền này thì mình nghĩ là nó tái chế từ phiên bản năm trước, nếu lên năm nay thôi, không điểm gì cải thiện. Thế nên là năm nay màn hình của chiếc máy này nó sẽ ở phân khúc kiểu là bình bình, nó chưa quá xuất sắc, nó chỉ đủ cho anh em là chơi game, làm việc học tập bình thường thôi. Anh em làm về chỉnh sửa hậu kỳ hình ảnh thì chắc chắn là chiếc máy này, màn hình này là khó có thể đáp ứng được. Tiếp đến là chúng ta sẽ nói về cổng kết nối. Tại sao lại là cổng kết nối năm nay chúng ta có những cái điểm đặc biệt là thân máy ở đây có rất nhiều không gian để anh em nhét thêm một cổng là USB-A nữa, nhưng mấy anh dài của bên Lenovo thì bảo không, chúng tôi không nhét thêm, là chúng ta sẽ có hai cổng USB-A thôi. Mặt lưng thì chúng ta có thêm là HDMI, RJ45, USB-C, rồi cổng nguồn, rồi có thêm một cổng jack combo tai nghe 3.5 cạnh trái. Nói chung là cổng kết nối năm nay mình thấy là nó bị thiếu. Và với USB-C này, phiên bản Intel thì sẽ tùy, sẽ có Thunderbolt 4 hoặc là như AMD là sẽ chỉ có là Data Transfer này, Power Delivery này và DisplayPort. Vì vậy nên mà nói thì cổng kết nối của sản phẩm này có chăng đủ dùng nhưng mà thiếu một cổng USB-A nữa. Mình nghĩ là hãng nên gọi là xông xanh một tí. Tại vì là sao? Tại vì là thực ra mà nói một cổng USB-A nữa nó cũng không khiến cho chiếc máy này hấp dẫn hơn Lenovo Legend đâu anh em. Tại vì năm nay Lenovo Legend thiết kế mới hơn, nhiều cổng kết nối hơn. Như năm trước là có tới 4 cổng USB-A rồi. Thì cái sản phẩm này trang bị 3 cổng USB-A thì có làm sao đâu đúng không ạ? Vâng, vì vậy nên là một cổng USB-A nữa là cần thiết trên sản phẩm này. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về mặt hiệu năng. Ryzen 7 6800H, Intel Core i5 12500H, RTX 3050 Ti, nhưng RAM 8GB DDR5 và 8GB DDR4. Vâng, anh em nghe không nhầm đâu. Phiên bản mình đang có đây thì thực sự ra là 16GB RAM DDR5 cơ, tại vì là bản Sable thì nó mắc option luôn. Vì vậy nên là với RAM DDR5 trên AMD thì sẽ có một sự lợi thế lớn. Còn với DDR4 thì của Intel đây thì nó tiện cho anh em là nâng cấp giá thành rẻ. Và mình nghĩ là năm nay thì đáng lý ra là Lenovo nên cho hẳn RAM DDR5 luôn, tại vì phiên bản Intel sẽ đắt hơn phiên bản AMD một chút. Vậy thì mặt hiệu năng thì sao? Có thể nói là năm nay anh em nào làm về cái bảng làm việc, đồ họa, thiết kế, rồi những cái xung quanh liên quan đến cái vấn đề làm việc ấy, mà tận dụng về iGPU rồi số nhân số luồng, năm nay những chiếc máy 2022 này là được hưởng lợi rất là lớn. Tại vì là Ryzen thì bổ sung thêm con RX 680M cực kỳ là mạnh mẽ để anh em làm được về mảng đồ họa, đặc biệt là về Adobe Premiere Pro rồi DaVinci Resolve, những cái phần mềm edit chỉnh sửa ảnh video. Còn với Intel chúng ta có nhiều nhân nhiều luồng rất là nhiều, i5 12500H quá trời nhân quá trời luồng rồi. Còn với cái hiệu năng chơi game thực tế thì mình thấy chả khác gì năm trước cả, tại vì là vẫn là RTX 3050 Ti, và vì vậy nên là mình thấy nó cũng không có quá nhiều những cái trải nghiệm khác so với trước đây. Chơi game eSports vẫn ok, max setting thoải mái. Với những tựa game 3A thì phải medium setting để không tràn VRAM, vậy thôi. Thế nên là mình thấy là như kiểu CSGO chơi ok này, chơi FPS với khoảng 100-200. Và với Halo Infinite, những tựa game mà nặng hơn một chút, dao động khoảng từ 40-60-70 FPS. Và đó là những cái điểm mà mình nghĩ là anh em nên lưu ý về mặt hiệu năng. Và tiếp đến là về nhiệt độ. Nhiệt độ thì mình thấy là hãng nên tự tin đẩy lên 10W điện của cả đồ họa hơn, vì nhiệt độ chiếc máy này rất mát và rất là dư thừa. Một cái hệ thống tản nhiệt B nguyên từ Lenovo Legend, theo cảm quan của mình là thế. Vì vậy nên là chiếc máy này 85W cho GPU là tương đối lãng phí, nên đẩy lên 95W nữa. Mặc dù có bật GPU overclock trong hybrid mode, xin lỗi các bạn, là trong Lenovo Vantage rồi. Thế nên là mình thấy là hơi đáng tiếc. Nhiệt độ thì rất là ngon, tiếng quạt nữa cũng rất là ok, êm, ái, thoải mái. Nhưng mà chúng ta sẽ nói về những cái lưu ý về mặt hiệu năng của sản phẩm này. Về cái lưu ý đầu tiên ấy, đó chính là cái vấn đề mắc switch. Năm nay cái những chiếc laptop này thì không phải 3060, vì vậy nên là hãng cũng không trang bị mắc switch cho cả bản 3060 Ti này luôn. Đấy là một cái tính năng để giúp phân tách phân khúc sản phẩm ra. Và ngoài đó là năm nay Lenovo Vantage thì bổ sung những cái tính năng của Hybrid Mode khá là hay. Hybrid Mode Auto, Hybrid Mode gọi là iGPU Only, có nhiều tính năng Hybrid Mode trong Lenovo Vantage để bổ sung. Anh em nên nghiên cứu, như mình ở đây là mình hay dùng cái phần Auto, tại vì là nó khi mà cắm sạc vào thì dùng cả hai cạc, tháo ra thì chỉ dùng một cạc thôi. Nó tiết kiệm pin và nó thông minh hơn so với trước đây. Tiếp đến là về cái
vấn đề mắc switch. Thì nếu không có mắc switch thì chúng ta thường là cắm màn hình giờ để tối đa hóa hiệu năng, đúng không? Thì đây, năm nay chúng ta đã có thể bypass Optimus bằng HDMI cắm ra ngoài màn hình giờ để chơi game. Thì đây là một điểm cộng lớn để giúp tối đa hóa về hiệu năng. Đấy. Còn một cái lưu ý nữa nhỏ là chúng ta ở đây sẽ nói về cái phần nền nâng cấp. Và để xem nâng cấp của sản phẩm này năm nay với một cái thiết kế mới, hệ thống tản nhiệt mới, thì chúng ta xem là chiếc máy này nâng cấp được những gì nhá. Và ở bên trong của chiếc Lenovo IdeaPad King 3 2022 thì các bạn có thể thấy ngay là chúng ta sẽ có một cái hệ thống tản nhiệt mới, hai quạt rời hơn, ba ống đồng rất là dày bản với 4 khe tản nhiệt. Còn về RAM thì chúng ta ở đây sẽ có là RAM DDR5, phiên bản Intel sẽ là DDR4 anh em nhé. Cùng với đó là chúng ta sẽ có hai khe M2 NVMe, ở đây được đắp Thunderbolt rất là kỹ, một tuổi pin khá là dài. Và đó là tất cả gì về nâng cấp bên trong của IdeaPad Gaming 3 2022. Ngoài ra chúng ta sẽ nói về bàn phím, touchpad, những cái ảnh hưởng trực tiếp đến cái trải nghiệm sử dụng của các bạn. Thì về bàn phím, năm nay thì đa phần cái option mà khi mà về Việt Nam ấy sẽ đa phần là LED đơn anh em nhé. Bàn phím thì full size, layout phím điều hướng thì rất là to, thoải mái. Về cái keycap năm nay thì họ không làm võng như năm trước, nghĩa là làm võng xuống một chút để nó ôm tay hơn, mà nó làm phẳng lì như Lenovo Legend luôn. Có thể nói là bàn phím này nó chẳng khác gì với cả Lenovo Legend cả. Hành trình sâu, gõ này, thực ra mình thấy là nó nảy nhiều hơn là phần sâu. Hành trình nó không quá là sâu đến mức kiểu như là Nitro 5 hay là Tube đâu, nhưng mà cái độ nảy nó rất là tốt. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về touchpad. Năm nay thì kích thước rộng này, bề mặt phủ nhựa mịn, cảm thấy là rất là giống với cả là Lenovo Legend, cũng không điểm gì để chê cả. Hai cái phím touchpad nó cũng kêu rất là êm. Và đây là một điểm cộng cho anh em nào mà chỉ sử dụng kiểu để lướt web, xem TikTok, thì mình thấy là cái touchpad này rất là ok. Về thời lượng pin của sản phẩm này á, thì như anh em phải lưu ý một chút là đây là laptop gaming, vì vậy nên là có những tính năng phụ trợ đi kèm, thì thời lượng pin nó sẽ dao động khoảng 2 tiếng 30 phút đến 4 tiếng, tùy vào cái độ sáng màn hình và cái tác vụ anh em sử dụng. Như mình đây là lướt web, xem YouTube rồi ngồi Netflix là chính, thì dao động khoảng 3 tiếng ngồi streaming video là vừa thôi. Còn mình thấy là pin của sản phẩm này thì cũng không phải là quá là ấn tượng gì cả. Còn về loa cuối cùng, nó có âm lượng lớn, nó có những giải âm ở đó, nhưng cái giải bass của sản phẩm này thì nó không kéo sâu một chút. Nó có cái impact một chút đấy, nhưng nó không kéo sâu. Cảm giác là loa sản phẩm này nó đủ dùng. Giải mid, giải treble thì nó cũng ở mức ở đó, có xử lý nhưng mà không quá là sâu, không quá là nổi bật, không quá là đẩy lên. Đủ để anh em sử dụng văn phòng bình thường, nghe nhạc, cảm nhận nhạc thì nên cắm tai nghe, thêm loa Bluetooth thì hợp lý hơn. Và đó là bài đánh giá của mình về Lenovo IdeaPad Gaming 3. Hai chúng ta bây giờ sẽ được gọi một cái tên hay hơn, đó là Lenovo Legend 3 theo cách gọi vui của mình. Anh em nghĩ sao về hai sản phẩm này? Với mức giá hiện tại năm nay nhích hơn một chút, một thiết kế mới, tản nhiệt thì năm nay yên tâm là mát rồi. Một chiếc máy có hiệu năng cũng tương đối ổn. Và đặc biệt là một cái thiết kế như này thì mình thấy là cá nhân mình đánh giá thì nó lại chưa thực sự là quá xứng tầm, quá là nổi bật, nhưng với nhiều anh em thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp. Vậy thì anh em thấy sao về sản phẩm này thì hãy để ý kiến của anh em ở dưới phần bình luận nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3 2022 này. Và sẽ hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Tạm biệt.